Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo vụ xuân năm 2020 giành thắng lợi cả về năng suất, chất lượng, trong thời gian này, song song với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, công tác phòng trừ các bệnh gây hại cây lúa đang được các địa phương và bà con tập trung thực hiện. Vụ xuân năm 2020, huyện Tân Lạc gieo cấy đạt trên 1.850 ha. Hiện nay, cây lúa đang trong giai đoạn ôm đồng đến chỗ. Từ đầu vụ đến nay, thời tiết khá thuận lợi, cây lúa sinh trưởng phát triển khá. Tuy nhiên, từ đầu tháng 4 đến nay, thời tiết có nhiều diễn biến bất thường do mưa nắng đan xen, là điều kiện thuận lợi để các loại bệnh và sinh vật gây hại. Trong đó, có hai loại bệnh chính nguy hiểm đối với cây lúa là bệnh đạo ôn lá và bệnh vàng lá sinh lý, hay còn gọi là bệnh ngộ độc sinh lý. Trong đó, bệnh đạo ôn phát sinh và gây hại với tỷ lệ hại phổ biến trên lá 3-5%, cao 7-10%, cục bộ có nơi 15-20% lá. Với tổng diện tích bị nhiễm bệnh khoảng 30 ha, tập trung nhiều ở xã Vân Sơn và một số xã khác. Ngoài ra, bệnh vàng lá sinh lý xuất hiện rải rác ở các xã Nhân Mỹ, Phong Phú, Mỹ Hòa, Lỗ Sơn với tổng diện tích 120 ha. Tại đồng ruộng xóm Bần Dọi, một trong những xóm có diện tích bị gây hại nặng do bệnh vàng lá sinh lý của xã Nhân Mỹ. Được biết, vụ xuân năm 2020, xóm cấy được hơn 36 ha. Tuy nhiên, do phần lớn diện tích không chủ động được nguồn nước, nên bà con thường làm đất khá nhanh và không kỹ. Vì vậy, thời gian qua, có hơn 10 ha có biểu hiện vàng lá sinh lý nặng. Tuy nhiên, ngay sau khi phát hiện diện tích lúa bị nhiễm bệnh, được các ngành cán bộ chuyên môn hướng dẫn cách phòng trừ, bà con đã tiến hành phun thuốc phòng trừ kịp thời. Trước khi chưa phun thì cũng thấy có cái hiện tượng là vàng lá. Nhưng trong thời gian này triển khai vận động bà con chủ động phòng chống bệnh cho cây lúa thì đến giờ phút này cũng thấy có chiều hướng là cũng tạm tạm. Theo các nhà chuyên môn, bệnh vàng lá sinh lý nguyên nhân chính là do đất chua phèn, đất ruộng yếm khí, sử dụng nhiều phân bón hóa học, ít sử dụng phân chuồng, không làm tốt khâu làm đất, cây bừa xong cấy luôn. Khi bùn lắng dẫn đến bó gốc nghẹt rễ. Ruộng của gia đình ông Bùi Văn Nê ở xóm Bần Dọi nhờ làm tốt quy trình và kỹ thuật cấy lúa nên ruộng lúa không bị bệnh hại. Ruộng của nhà tôi thì nói chung là cái về thổ nhưỡng của chỗ rất ổn định, tức là đầy đủ các loại nước. Trong cái công tác làm đất của tôi thì tôi vẫn cứ làm nó ải. Sau lúc đó đến chuẩn bị đến cấy là tôi có thể tôi thuê trâu hoặc là người tôi sẽ bừa lại một lần nữa thì tôi mới cấy. Cứ một năm tôi phải cho phân chuồng một lần. Từ lúc tôi cấy đến thời điểm này tôi chưa phun một lần nào. Lúa phát triển xanh, tốt. Theo đánh giá, vụ xuân năm nay, các loại sâu bệnh hại lúa đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Tập đoàn dày có xuất hiện rải rác một số địa phương, nhưng không đáng kể. Đối với bệnh vàng lá sinh lý và bệnh đạo ôn, Ủy ban Nhân dân huyện kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng, các xã thị trấn cùng vào cuộc hướng dẫn bà con cách phòng chống bệnh đạo ôn và khắc phục tình trạng vàng lá sinh lý. Một số diện tích bị nhẹ có chiều hướng hồi phục. Những diện tích bị hại nặng, cơ quan chức năng khuyến cáo bà con tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng trừ hữu hiệu. Giải pháp mà xử lý cái bệnh sinh lý trên cây lúa như thế này thì một là chúng ta sẽ phải tháo cạn nước, và sau khi cạn nước thì chúng ta có thể là tháo nước vào và làm cỏ rục bùn và bón đạm và bón kali. Thì trong cái thời gian đó chúng ta có thể là phun phân bón qua lá, khi cái bộ rễ nó không hút được dinh dưỡng chúng ta phải cho nó ăn bằng qua lá, bằng các cái phân bón qua lá mà có cái hàm lượng chung và vi lượng cao. Ví dụ như là magie này, kẽm này, molyb đen, đấy những cái hàm lượng vi lượng để cho nó phun để cho nó phục hồi lại cái bộ lá và nó nuôi cái đồng trong cái thời gian chúng ta chờ xử lý cái bộ rễ. Trên những cái ruộng chân ruộng nào mà bị đạo ôn lá thì bà con nên phun phòng cái đạo ôn cổ bông. Thì phun phòng đạo ôn cổ bông trước khi chỗ, cố gắng là cũng chúng ta phun được 2 lần. Lần thứ hai, cách lần thứ nhất khoảng sau khoảng 5 đến 7 ngày để phun phòng cái đạo ôn cổ bông trong cái thời gian tới. Dự báo trong thời gian tới, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Để giảm thiểu thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Ủy ban Nhân dân huyện đã có công văn chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng trừ quyết liệt và triệt để. Đồng thời khuyến cáo các địa phương và bà con nông dân không lơ là trong theo dõi đồng ruộng. Khi phát hiện dịch bệnh xảy ra, phải có phương án khoanh vùng dập dịch triệt để nhằm đảm bảo sản xuất vụ xuân năm 2020 được mùa bội thu.